Chụp ảnh. Đây, mình cần chụp. Đứng không được. Tình hình là mận rất là xanh. Này, một tháng nữa mới được. Người yêu ăn trộm mận. Mới cả cái con đào đào hết rồi. Đây đào đào không lông. Hiện tại Mộc Châu kìa, đào cũng hết nha mọi người nha. Đào có lông ở bên kia. Đừng có sợ mọi người nhá. Làm gì đâu. Anh em ai mà đi Mộc Châu thì một tháng nữa đi lấy mận nhá. Này. Còn đào thì hết rồi. À, cũng quá nè. Anh đợi em xuống. Cháu biết rồi, thế cháu mới qua cô mà. Ôi, con đừng có vặt cái sai quả đấy, để con xuống. Đừng vặt cây sai quả đấy, để con xuống con vặt gì. Một đào này này. Đào lấy đào không lông rồi này, nếu mà mua đào không lông rồi này. Mua đào không lông ấy. Đừng mua đào có lông.